Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 3 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 222 đề bài như sau. So sánh giá trị của hệ số căng bề mặt xác định được trong thí nghiệm này với giá trị hệ số căng bề mặt sigma của nước cất ở 20 độ C ghi trong bảng 37.1 sách giáo khoa. Nếu có sai lệch thì nguyên nhân từ đâu? Thì các em có thể dễ dàng so sánh được là cái sigma trong thí nghiệm mà này thì nó... Và thông thường luôn, và khi chúng ta tự làm ấy thì nó sẽ nhỏ hơn giá trị sigma trong cái bảng 37.1 sách giáo khoa. Thì lý do ở đây chúng ta có một số lý do như sau. Tức là thứ nhất thì cái giá trị ở trong bảng 37.1 là người ta làm thí nghiệm với môi trường lý tưởng là nước cất. Trong khi đó thì thí nghiệm mà chúng ta làm ở đây thì chúng ta dùng nước và cũng như là cái vòng nhôm thì nó không phải là các cái vật lý tưởng. Không phải là dụng cụ lý tưởng nên nó dẫn đến là có sai số. Thứ hai nữa là ngoài ra thì sigma nó còn phụ thuộc vào nhiệt độ. Ở đây nhiệt độ ta xét là 20 độ C. Tuy nhiên là cái nhiệt độ môi trường khi chúng ta làm thí nghiệm thì không phải lúc nào nó cũng đúng là 20 độ C, và dẫn đến là sai số. Và ngoài ra sai số có thể là do dụng cụ đo, rồi do các cái cách tiến hành thí nghiệm vân vân. Được chưa nào? Vậy từ đấy ta sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Đầu tiên là so sánh thì hệ số căng bề mặt sigma ấy, trong thí nghiệm thì thường nhỏ hơn cái giá trị trong bảng 37.1 sách giáo khoa. Vì lý do thứ nhất là cái giá trị mà chúng ta thấy sigma ở trong bảng 37.1 là được làm ở trong cái môi trường ta làm thí nghiệm, trong môi trường lý tưởng. Môi trường lý tưởng với nước ở đây là nước cất. Trong khi đó thì thí nghiệm mà chúng ta làm trên thực tế ở trong các cái phòng thí nghiệm ở trường học hay là ở trong các cái phòng thí nghiệm nhỏ thì ta sẽ có chỉ dùng được nước và vòng nhôm ở trạng thái là không phải là nước cất và cũng không phải là những cái vòng lý tưởng, đúng không? Thí nghiệm mà ta thực hiện thì dùng nước và vòng nhôm không lý tưởng. Đấy, thì điều này dẫn đến là sai số. Ngoài ra còn có sai số do cái nhiệt độ môi trường không đảm bảo, và cũng như là do các cái yếu tố khác như là do dụng cụ đo các em này, đúng không nào, do dụng cụ đo và vân vân, do cách xử lý số liệu chẳng hạn. Như vậy đến đây chúng ta đã giải xong bài 3.